lát nữa chứ để gặp lại thôi chứ. Nãy mưa đâu có tăng ở đâu mà dữ vậy hả? Hồi nãy mưa lúc 2 giờ mấy đó. Thì đó nó mưa nhưng mà trong nó chắc mình không thấy nó to lắm. Thì ra nó đổ vô rồi đâu cũng nhiều chứ. Dòng chảy mạnh mà. Nó có cái chỗ để rút rồi. Điều này thì thôi chứ ở dưới thằng bằng mùa lão thì gì là chắc tiêu hết. Thế mà hai anh chị cũng được không bác? Các trò đó. Bác này nắng đông à? Dạ không, rồi tới Hòa Phú. Bác đi đâu á? Thì biết nó cao mà, nó cho mình lên đó. Ừ. Chắc mình phải bước ra đây rồi coi thử sắc nó. Đừng có đi để trời nha. Chui ra chỗ kia đi, ra được con thấy không? Hôm qua một đường mà, nãy giờ hôm qua nói chuyện là con đi kìa, con đi cũng không? Quay cho nó có like cũng biết đâu. Dạ. Con hả? Không, quay thôi. Quay thôi. Quay ở đằng lên. Cậu nhỏ chưa? Mẹ bế qua luôn rồi. Đó, dọc về nhà của mất đi rồi. Đúng rồi nhà. Đúng rồi nhà. Ông nào đây tội chưa nè. Ông này hy sinh vì con cứu người qua kìa. Đưa hết người này tới người khác qua tội chưa. Cũng thấy thù. Cũng thấy thù. Còn nhưng mà hình là hành là hình ảnh đẹp trong tuần á, nãy giờ thằng này nó không quay nhá. Còn 2-3 lần. Không, vì em cua mình đi qua là nó cạn nước các bác.